nổi đó. Rồi, mọi người cho rằng pháo tay. Rồi, em cầm để anh để thầy bắt tay anh một cái. Ok. Đời ba con sẽ không bày bỏ cái gậy ra được. Okay. Nhưng mà bây giờ ba con không phải gắn bó với cái gậy nữa. Con gái tôi gọi anh Huy thì anh Huy đã lại bật lại cho cái địa chỉ nhà đây. Thế là cái duyên rõ ràng thôi. Thì là con gái tôi nó nói ồ ba ơi, mừng quá, kiểu như bác sĩ chưa đi. Bây giờ thì chắc là có duyên đó. Ba có dịp lành bệnh á. Thì nó tới đây thì lúc mà tôi tới cửa nhà đây là tôi chống gậy tôi vô là mọi người trong nhà tá hỏa. Khi mà ba nói trên phone đó là bây giờ ba không còn dùng gậy đồ nữa này kia thì mẹ nghĩ là ông nói vậy thôi cho ông mừng quá, ông nói cho nó vui vậy thôi. Biết được là tôi quăng cái gậy là tôi mừng thôi. Ok, rồi vậy. Thì cũng có nhiều lần thì ba con đi therapy đi này đi kia thì về thấy nó hơi đỡ, nhưng mà ngày hôm sau là nó giật lại liền. Nhưng mà hai ngày nay thì ba con bỏ gậy luôn. Không thoáng hơn bác sĩ nó tính hơn, tỏ tường hơn, nghe rõ hơn. Với lại tự nhiên thấy thèm ăn đồ ăn gì cũng thích. Thấy chưa? Mình ngửi thấy mùi đồ ăn á. Rồi ba con đi lên con gái của con đó. Rồi ba con gái con nó cũng không ngờ, tại con gái con cũng đẻ ở bên này, nó cũng không ngờ là ông ngoại như vậy. Thì nó nói cái này chắc có phép lạ thôi. Hốt duyên em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan Cặp Đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.